Thì dài nữa đi là mùa chị nó nhỏ là tung cái lùng không công. Không công rồi em bỏ. Bởi sắp tới á. Bác nhòa 20. Rửa chén 30, giặt đồ 50. Tú lên giường ngủ. Lùng chị nó là cam gì. Cái thanh giò đi lùng mười mấy năm đi không được cái chị hết tay rồi. Tôi còn có 70 chứ biết. Không may tôi như vậy cho mày cho tôi thiếu 30. Thôi vậy vậy vậy, ngủ không có thiếu gì ta hết. Nhưng mà bữa không được bỏ. Ngủ. Nữ đây em bò không ngủ rồi luôn chứ lục lụa chứ nữa bò. Thì tôi đâu kiếm bò ngon cho mượn đây. Thôi vậy vậy vậy, ngủ không có thiếu gì ta hết. Thì tôi đâu kiếm bò ngon cho mượn đây. What the hell? Làm im đi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sao? Bây giờ mình đã là vợ chồng của nhau rồi. Cho nên không cần phải giữ ý nữa. Mình vợ chồng nên chia sẻ, cầu thị lắng nghe em nha. Chia sẻ thẳng thắn. Em cho anh hỏi cái này. Trước khi cưới anh á, anh đã quan hệ với ai chưa? Mình hồ sơ ghê không? Vợ chồng mới cưới nhau gì, ơi không có cao hết rồi. Sơ à? Thôi em, cho anh biết. Yên ngọt đâu đáng hả? Trước khi cưới anh, anh đã quan hệ với ai chưa? Yên ngọt đâu đếm hả? Đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung và khắc phục chính mình, trải lòng từ đến tất cả nhân sinh, để từ đó vườn hoa tâm hé mở.